Chiều qua, Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1986, trú tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận, do trước đây thường xuyên bị mất gà, nên tối 30 tháng 1, Thuận đã dùng dây kim loại trăng quanh khu vực chuồng gà của gia đình rồi cắm điện. Đến 2 giờ ngày 31 tháng 1, khi nghe tiếng gà kêu, Thuận ra khu vực chuồng gà thì phát hiện anh Nguyễn Đăng Chính ở xã Đồng Gia, huyện Kim Thành đã chết. Thuận vác xác anh Chính đi cách nhà khoảng hơn 600 mét rồi vứt xuống bờ sông Chẹm, sau đó về nhà tháo toàn bộ đoạn dây kim loại trăng xung quanh chuồng gà và vứt xuống sông gần nhà để phi tang.